Chào mừng các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình địa lý lớp 8. Ở bài học trước, cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu vị trí, giới hạn và phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta thấy, lãnh thổ Việt Nam bao gồm 3 bộ phận, đó là vùng đất, vùng biển và vùng trời. Trong đó, vùng biển của nước ta có ý nghĩa quan trọng không chỉ với điều kiện tự nhiên mà còn với các đặc điểm về kinh tế và xã hội. Vậy vùng biển Việt Nam có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài 24, vùng biển Việt Nam. Bài học bao gồm 2 nội dung chính. 1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. Và 2. Là tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Chúng ta vào phần đầu tiên, đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. A nhỏ, diện tích, giới hạn. Vì vùng biển Việt Nam nằm trong Biển Đông, nên trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí và giới hạn của Biển Đông. Các bạn quan sát lược đồ Biển Đông. Nhìn cho cô vào đường màu xanh. Đây chính là vị trí của Biển Đông. Vậy nhìn vào đây chúng ta thấy Biển Đông tương đối kín vì được bao bọc bởi các đảo và vòng cung đảo xung quanh. Biển Đông thông với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua một số eo biển. Cụ thể như sau. Các eo biển thông với Thái Bình Dương bao gồm eo Đài Loan, eo Basi, eo Mindoro, eo Balabac, eo Kalimanta và eo Gaspa. Một eo biển thông với Ấn Độ Dương, đó chính là eo Malacca. Biển Đông có 2 vịnh biển lớn, đó chính là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Các bạn sẽ quan sát vị trí của các eo biển và vịnh biển trên lược đồ. Tiếp theo, hãy xác định giới hạn của Biển Đông và cho biết Biển Đông có diện tích là bao nhiêu. Vậy nhìn vào lược đồ chúng ta thấy, giới hạn bên dưới là đường xích đạo, còn giới hạn bên trên là đường chỉ tuyến Bắc. Như vậy, Biển Đông trải dài từ xích đạo tới chỉ tuyến Bắc. Và với vị trí này, Biển Đông nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa của Đông Nam Á. Và Biển Đông có diện tích là 3.447.000 km². Đây là biển lớn thứ 2 trong các biển của Thái Bình Dương. Và ở giờ trước chúng ta đã tìm hiểu, vùng biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích khoảng 1.000.000 km². Như vậy, vùng biển nước ta chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích của Biển Đông. Vậy vùng biển của nước ta bao gồm những bộ phận nào? Các bạn mở sách giáo khoa trang 91 và 92 phần bài đọc thêm. Quan sát hình 24.6, chúng ta thấy vùng biển của Việt Nam bao gồm những bộ phận sau. 1. Là vùng nội thủy. Đây chính là vùng nước nằm bên trong đường cơ sở. Thứ hai là vùng lãnh hải, có chiều rộng là 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Thứ ba là vùng tiếp giáp lãnh hải, cũng có chiều rộng là 12 hải lý tính từ giới hạn bên ngoài của lãnh hải. Thứ tư, vùng đặc quyền kinh tế, có chiều rộng là 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Và bên ngoài 200 hải lý chính là vùng biển quốc tế. Bộ phận thứ năm là thềm lục địa, chính là phần ngầm dưới đáy biển. Và các bạn lưu ý, 1 hải lý sẽ bằng 1.852 mét. Vậy đường cơ sở là gì? Các bạn quan sát cho cô vào hình 24.5, sơ đồ đường cơ sở của vùng biển Việt Nam. Vậy đường cơ sở chính là đường nối liền những đảo gần bờ của vùng biển Việt Nam. Và đường cơ sở nước ta nối liền 11 điểm, từ điểm A1 là Hòn Nhạn tới điểm A11 là đảo Cồn Cỏ. Các bạn có thể quan sát trên lược đồ. Còn riêng đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ, do có đảo Hải Nam của Trung Quốc nên chúng ta sẽ quy ước 53,27% thuộc vùng biển của Việt Nam và còn lại là vùng biển của Trung Quốc. Như vậy chúng ta sẽ có một số ý chính như sau. Biển Đông là một biển lớn, tương đối kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, diện tích 3.447.000 km².
Vùng biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là 1 triệu km vuông, bao gồm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ, đặc điểm khí hậu và hải văn của biển. Phần này chúng ta sẽ chia ra đặc điểm khí hậu và đặc điểm hải văn. Trong đặc điểm khí hậu sẽ bao gồm chế độ gió, chế độ nhiệt và chế độ mưa. Còn đặc điểm hải văn sẽ bao gồm dòng biển, chế độ chiều và độ muối. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng đặc điểm. Đầu tiên là chế độ gió. Về cơ bản thì gió ở trên biển giống như trên đất liền. Vì cùng nằm trong khu vực có hoàn lưu gió mùa hoạt động, nên trong một năm sẽ có hai mùa gió chính. Đầu tiên là gió mùa mùa đông. Các bạn nhìn vào mũi tên màu xanh, thổi theo hướng đông bắc và hoạt động trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 của năm sau. Thứ hai là gió mùa mùa hạ. Các bạn nhìn vào mũi tên màu hồng, thổi theo hướng tây nam, hoạt động trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9. Và riêng khu vực vịnh Bắc Bộ thì gió chủ yếu thổi theo hướng nam. Tuy nhiên các bạn lưu ý, gió trên biển thì thường mạnh hơn so với trên đất liền rất nhiều. Nguyên nhân là bởi vì trên biển không có các bức chắn địa hình. Ngoài ra vùng biển Việt Nam còn có hiện tượng dông phát triển về đêm và sáng sớm. Tiếp theo là về chế độ nhiệt. Các bạn quan sát hình 24.2, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 1 và tháng 7. Giải thích nguyên nhân. Vậy đầu tiên các bạn quan sát đường đẳng nhiệt tháng 1, chúng ta sẽ nhận xét như sau. Nhiệt độ nước biển tầng mặt có sự thay đổi khi đi từ phía Bắc vào phía Nam. Nhiệt độ tăng dần từ 22 độ lên 27, 28 độ. Và thứ hai là nhiệt độ nước biển cũng có sự thay đổi khi đi từ vùng ven bờ ra đến ngoài khơi và cũng có xu hướng tăng lên. Vậy chúng ta sẽ giải thích nguyên nhân như sau. Nhiệt độ nước biển tăng dần khi đi từ Bắc vào Nam, chúng ta phải giải thích dựa vào vĩ độ. Khu vực phía Nam của Việt Nam là khu vực gần với xích đạo, chính vì vậy sẽ có góc chiếu mặt trời lớn và nhận được nhiều nhiệt. Đồng thời, khoảng thời gian tháng 1, lúc này miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt độ sẽ giảm hơn. Và thứ hai, nhiệt độ thay đổi khi đi từ vùng ven bờ ra ngoài khơi, nguyên nhân là dựa vào khả năng giữ nhiệt của nước biển. Vậy chúng ta thấy nước hấp thụ nhiệt lâu nhưng mà khả năng giữ nhiệt cũng lâu. Chính vì vậy, về mùa đông thì ở khu vực biển thường sẽ ấm áp hơn. Tiếp theo, các bạn nhìn cho cô vào đường đẳng nhiệt tháng 7. Chúng ta thấy lúc này nhiệt độ nước biển tầng mặt khi đi từ Bắc vào Nam không có nhiều thay đổi và dao động trong khoảng từ 28 tới 30 độ. Nguyên nhân là trong thời gian này thì vùng biển của Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Như vậy chúng ta có chế độ nhiệt, mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp, biên độ nhiệt nhỏ và nhiệt độ trung bình nước biển tầng mặt là 23 độ C. Về chế độ mưa, lượng mưa trên biển thì thường ít hơn so với đất liền, dao động từ 1.100 đến 1.300 mm trên một năm. Nguyên nhân lượng mưa trên biển ít hơn là bởi vì trên biển không có bức chắn địa hình. Chính vì vậy khi gió thổi, không gặp bức chắn địa hình cũng sẽ không gây mưa. Ngoài ra thì sương mù ở biển còn xuất hiện vào cuối đông và đầu hạ. Tiếp theo là về dòng biển. Các bạn quan sát hình 24.3. Nhận xét hướng chảy của hai dòng biển mùa đông và mùa hạ. Vì sao hướng chảy lại thay đổi theo mùa? Vậy đầu tiên các bạn nhìn cho cô vào dòng biển mùa đông. Theo hướng mũi tên màu xanh thì dòng biển mùa đông sẽ chảy từ đông bắc xuống tây nam. Tuy nhiên ngược lại dòng biển mùa hạ, khi nhìn theo mũi tên màu đỏ, chúng ta thấy dòng biển mùa hạ chảy từ tây nam lên đông bắc. Vậy nguyên nhân của sự khác biệt này chúng ta giải thích dựa vào hướng gió thổi theo mùa. Vậy dòng biển của Việt Nam có sự thay đổi tương ứng với hai mùa gió chính trong năm. Ngoài ra,
Trên biển Việt Nam còn xuất hiện các vùng nước trồi và nước chìm, vận động lên xuống theo chiều thẳng đứng, kéo theo sự di chuyển của các sinh vật biển. Tiếp theo là về chế độ chiều. Các bạn sẽ quan sát cho cô vào hình ảnh thủy chiều lên và thủy chiều xuống. Vậy đối với chế độ chiều ở Việt Nam thì rất đa dạng và phức tạp, và vùng biển Việt Nam bao gồm cả 3 chế độ, đó là chế độ nhật chiều, tức là trong một ngày có một lần nước lên và một lần nước xuống. Chế độ bán nhật chiều, trong một ngày sẽ có 2 lần nước lên và 2 lần nước xuống. Và thứ ba là chế độ tạp chiều, hay còn gọi là chiều không đều. Tuy nhiên thì chế độ nhật chiều của Vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của thế giới. Vậy hiện tượng thủy triều còn gây ra một số tác động đối với Việt Nam, đặc biệt là khu vực mà có địa hình thấp như là thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là hiện tượng ngập lụt vào buổi chiều tối. Vậy để hạn chế được hiện tượng này thì chúng ta cần phải tăng cường hoạt động đắp đê biển. Như vậy, chế độ chiều của vùng biển Việt Nam thì phức tạp, trong đó chế độ nhật chiều của Vịnh Bắc Bộ là điển hình của thế giới. Và cuối cùng, độ muối trung bình của Biển Đông là từ 30 đến 33 phần nghìn. Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu xong nội dung phần 1 nhỏ. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. A nhỏ, tài nguyên biển. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, kết hợp với những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết vùng biển nước ta có những tài nguyên nào? Chúng là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào? Vậy tài nguyên biển đầu tiên mà chúng ta phải kể tới đó chính là khoáng sản biển. Và trong khoáng sản biển quan trọng nhất chính là nguồn tài nguyên dầu khí. Và hiện nay vùng biển Việt Nam đã thăm dò được rất nhiều bể dầu khí lớn, điển hình nhất đó là bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn. Ngoài ra trong khoáng sản biển chúng ta còn kể tới một số loại khác, ví dụ như là muối, cát biển hoặc là titan. Thứ hai, đó là vùng biển Việt Nam thì có rất nhiều cảnh quan đẹp, nhiều vũng vịnh, nhiều đảo, hang động. Và đây chính là cơ sở để chúng ta phát triển du lịch biển, đảo. Và dọc theo vùng biển Việt Nam từ Bắc vào Nam, chúng ta sẽ kể ra rất nhiều bãi biển đẹp, ví dụ như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Vũng Tàu. Tài nguyên biển tiếp theo đó chính là nguồn lợi hải sản. Vậy thì nguồn lợi hải sản chính là cơ sở để chúng ta phát triển một số ngành kinh tế như là đánh bắt hải sản, nuôi trồng và chế biến hải sản. Đồng thời, nguồn lợi hải sản cũng chính là cơ sở để chúng ta nghiên cứu khoa học. Vùng biển Việt Nam còn có rất nhiều vũng vịnh và đây là cơ sở để chúng ta xây dựng các cảng biển. Và từ cảng biển thì chúng ta sẽ phát triển hoạt động thương mại cũng như là giao thông vận tải đường biển. Và chúng ta có thể kể một số cảng biển lớn của Việt Nam, ví dụ như Hải Phòng, Vũng Tàu hay là cảng Dung Quất, Vân Phong. Không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, vùng biển Việt Nam còn có ý nghĩa về cả mặt an ninh và quốc phòng của đất nước. Như vậy chúng ta thấy nguồn tài nguyên biển của nước ta phong phú và đa dạng, có giá trị to lớn về nhiều mặt như là kinh tế, quốc phòng và khoa học. Hãy kể tên một số thiên tai thường xảy ra ở vùng biển nước ta. Vậy đối với câu hỏi này, thiên tai đầu tiên mà chúng ta phải kể tới đó chính là bão. Vì nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên nước ta cũng chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới. Và trung bình một năm thì nước ta nhận khoảng 4 đến 5 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Và khi xảy ra bão thì chúng ta thấy sẽ có những tác động tiêu cực tới đời sống của con người. Ngoài ra còn có một số thiên tai khác, ví dụ như lũ lụt hay là triều cường, hoặc là hiện tượng cát bay, cát chảy, hiện tượng sa mạc hóa, đặc biệt là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Và cuối cùng là hiện tượng xâm nhập mặn.
Vậy trong những tháng đầu năm của năm 2020, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng do hiện tượng xâm nhập mặn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế những thiên tai ở vùng biển của nước ta? Một số biện pháp như sau. Đầu tiên, đó là thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, gia cố lại nhà cửa. Và khi có bão thì cần phải kêu gọi tàu bè vào bờ, di dân khỏi vùng nguy hiểm. Thứ hai, đó là tăng cường hoạt động trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, tăng cường hoạt động đắp đê biển. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ, môi trường biển. Hiện nay thì môi trường biển ở nước ta còn khá trong lành, tuy nhiên ở một số vùng biển đã xuất hiện hiện tượng ô nhiễm. Vậy nguyên nhân chính là do các chất thải sinh hoạt, chất thải từ các khu sản xuất và một số ít nguyên nhân là do các sự cố tràn dầu hoặc là đắm tàu. Và chính sự ô nhiễm môi trường biển đã dẫn tới nguồn lợi hải sản của vùng biển nước ta cũng đang có chiều hướng bị giảm sút. Vậy làm thế nào để bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường biển của nước ta? Đầu tiên, chúng ta cần phải khai thác nguồn lợi hải sản một cách hợp lý và tiết kiệm. Thứ hai là bảo vệ môi trường biển bằng những hoạt động thiết thực như là vệ sinh môi trường biển. Và thứ ba, đối với các khu sản xuất thì cần phải có khu xử lý nước thải trước khi đổ ra biển. Và cuối cùng là tăng cường hoạt động trồng rừng phòng hộ. Vậy tài nguyên biển của nước ta rất đa dạng và phong phú nhưng không phải là vô tận. Chính vì vậy chúng ta cần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ để phát triển được lâu dài và bền vững. Như vậy cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu xong nội dung bài 24. Vậy nhiệm vụ học tập ở nhà của các bạn như sau. Hoàn thiện bài tập 1, 2 sách giáo khoa trang 91 và các bài tập trong tập bản đồ. Đồng thời, các bạn sẽ tìm hiểu trước cho cô bài mới, bài 25, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. Chúc các bạn học tốt!